Bỏ bả luôn hả? Thôi bỏ bả buổi sáng thôi, chừng bỏ bả luôn là đói á tàn. Tôi tính thở, tôi Châu Phong hả? Vậy là bữa nay là đi học là bình thường là đi qua phà đúng không? Mở rào ra giây phút thông xe cầu Châu Đốc cho người dân lưu thông. Tổng kinh phí của công trình là 2.100 tỷ đồng. Nối Kiên Giang, Đồng Tháp, trong đó có phần đường dài hơn 20 km. Cũng ước nguyện cầu Châu Đốc xong đang đi tham quan à, mấy người kia ta về Vĩnh Cửu hết rồi. Hai chữ là mãn nguyện đúng không? Dạ, hai chữ mãn nguyện thoải mái. Thoải mái. Hai chữ đầu tiên là mãn nguyện. Ngày niềm vui lớn nhất của An Giang, tôi là dân An Giang cho nên tôi rất tự hào ngày hôm nay. Xin mọi người dân An Giang hãy chia sẻ và tự hào lên nữa. Bài luôn, bài luôn, thầy xài luôn. Tôi ăn bao không chưa, bài luôn. Thầy xài lên bài nó thông tàu chứ, thầy xài lên bài nó quay bài luôn. Rồi tiếng Việt của mình là gì chú? Anh em ơi, vui lắm, quá vui rồi. Rồi cảm ơn chú. Chạy lên dốc không nổi hay sao, hay là muốn đi bộ trải nghiệm? Đi bộ, cho coi cho đẹp. Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay là 9 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2024. Bước chân miền Tây đang hướng từ thành phố Long Xuyên về thành phố Châu Đốc. Nói tới đây thì chắc chắn cô chú anh chị và các bạn biết video clip của sáng ngày hôm nay nội dung là như thế nào. Bây giờ thì phải nói là rất là vui mà còn cái không khí vỡ òa hạnh phúc mong chờ từng ngày từng giây của bà con đôi bờ ở bên Tân Châu cũng như là thành phố Châu Đốc. Bây giờ thì bước chân miền Tây sẽ hướng dẫn đường đi đến cầu Châu Đốc cho cô chú anh chị và các bạn xem. Tại vì hôm trước có nhiều cô chú hỏi đường đi như thế nào, bước chân miền Tây đang hướng về cổng chào của thành phố Châu Đốc nè. Bước chân miền Tây đi từ hướng thành phố Long Xuyên thẳng về thành phố Châu Đốc. Đi ngang qua cổng chào thì chúng ta sẽ đến một cái ngã tư. Hồi lúc trước thì là một cái ngã ba, nhưng người ta đã giải phóng mặt bằng và thông cây cầu Châu Đốc nên khu vực ở đây có một cái ngã tư. Ngã tư ở đây thì cũng rất là quen thuộc với cô chú. Ngay cái chỗ ngã rẽ chúng ta sẽ về thị xã Tịnh Biên, vô cái đường tắt ngang ruộng á, gọi là đường cao tốc đi Tịnh Biên á. Đây nè, chúng ta mình đây quay rõ cho khán giả xem để biết định hình được cây cầu Châu Đốc nằm ở vị trí nào. Đây, nếu như đi thẳng thì cách chợ Châu Đốc khoảng 2 cây số, còn về phía thị xã Tịnh Biên thì khoảng 10 mấy cây số á. Đây, cái ngay cái chỗ này bây giờ là đã có luôn cái đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ đó. Hướng bên trái là cô chú chị đi về Tịnh Biên nha, đi về thị xã Tịnh Biên cũng đi tắt về Miếu Bà Chúa Xứ cũng được, còn đi thẳng là về thành phố Châu Đốc, chợ Châu Đốc cũng như là hướng đi Miếu Bà Chúa Xứ. Bây giờ chúng ta sẽ không đi thẳng mà chúng ta sẽ rẽ phải. Đây, lúc trước thì chỗ này là nhà của bà con người dân, bây giờ người ta đã xây một cái tuyến đường để thông lên cầu Châu Đốc đó. Thì cái tuyến đường này đi thẳng là sẽ qua cầu Châu Đốc, là hướng về xã Châu Phong của thị xã Tân Châu. Dự án cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu đã hoàn thành trước kế hoạch gần 8 tháng. Đội ngũ công nhân đã tăng ca cho tới 10 giờ đêm. Cầu được khởi công từ tháng 3 năm 2022. Kinh phí là 543 tỷ đồng, thiết kế không dây dăng, dài 667 m, gồm 13 nhịp, 4 nhịp chính dài 260 m. Đây là công trình thứ 3 bắc qua sông Hậu sau cầu Cần Thơ - Dàm Cống. Trước đó dự án đề ra kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2024.
công trình là một phần dự án, phí của công trình là 2.100 tỷ đồng, nối Kiên Giang, Đồng Tháp, trong đó có phần đường dài hơn 20 km. Cầu nối thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc được người dân mong chờ nhiều năm qua. Mặt cầu rộng 14 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 60 km/h. Sáng nay thì người ta làm lễ khánh thành cắt băng rôn thông xe cầu Châu Đốc. Chào mừng tay tranh thủ đến rồi, chắc có lẽ là mình sẽ không vào được khu vực đó đâu, tại vì người ta chật hết rồi. Đây, khu vực này là ăn khánh thành nha, như là chuẩn bị cắt dây. Tại thì bên đó khu vực làm lễ người ta không có cho bất cứ ai vô hết, nên thành ra mình đứng nép một cái góc nào đó mình zoom qua cô chú anh chị các bạn xem. Chuẩn bị cắt băng thông xe. Kính thưa quý vị, và sau đây là nghi thức cắt băng thông xe cầu Châu Đốc. 3, 2, 1, xin mời. Mời quý vị chúng ta cùng chào hỏi tay thật lớn để chúc mừng sự kiện quan trọng như thế này. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về nhà ăn của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc để dùng cơm trưa thân mật với ban tổ chức.
À, vừa rồi là cái giây phút mà cắt băng gôn. À, giờ mình trở lại đây là cái khu vực này bây giờ là đã có cái đèn giao thông rồi. Đây, bà con người Chăm đi từ hướng thành phố Châu Đốc sang cầu Châu Đốc đến về Châu Phong, Tân Châu nè. Đây, hướng này là lên cầu Châu Đốc nha quý vị. Bà con đang đứng chờ ở khu vực đình Vệ Thị Miếu, đang chờ mở rào ra giây phút thông xe cầu Châu Đốc cho người dân lưu thông. Nó nói là quá đông. Đã có một đoàn đi xe đạp luôn. Đoàn của mình ở đâu mấy anh? À, mình là cái câu lạc bộ thị xã Tân Châu. À, xe đạp ha. Chuẩn bị lên cầu ha. Đây, bây giờ đã chính thức cho bà con lên cầu rồi sau những giây phút chờ đợi. À, cho đoàn đua xe đạp ở Tân Châu. Bây giờ bước chân mình đây đợi sáng giờ cũng mới vô được nè, tại ta khánh thành nè. Đây, quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đây là cái sân khấu chỗ làm lễ. Múa lăng múa rồng gì nãy giờ đâu có vô coi được đâu. Bên kia bà con bên kia cũng được đăng chuẩn được mở rào để đi vào nữa nè. Rồi. Rồi những chiếc xe đầu tiên đang hướng lên cầu Châu Đốc. Có xe tải luôn. Đây có người bà con người ta làm đèn giao thông nha. Đầu dưới bên Châu Phong, xã Châu Phong cũng có một cái đèn giao thông nữa. Có dòng xây. Chị đó chạy xe lên mà là to lên cầu Châu Đốc. Bà con này là không phải là đơn thuần mà xuất hiện có mặt ở đây nha. Bà con này là đợi từ hồi sáng tới bây giờ đó để được là những người đầu tiên chạy xe qua cầu Châu Đốc. Đó. Các bạn bà con này là đi đường ngẫu nhiên đâu, bà con đã từ sáng tới giờ. Chỗ này chỗ cách băng Khánh Thành. Đấy, có bắn pháo bông nữa. Rồi lên chụp hình luôn. Cầu Châu Đốc. Bây giờ mình tay đi đi bộ qua cầu qua bên cái bờ bên khu vực của xã Châu Phong bên đó, bà con người Chăm bên đó rất là vui. Đây hành lang nè, ông ở ok. Hành lang này theo mình thấy cao khoảng 1,5 m á. À, như vậy thì nỗi niềm lị phà hàng chục năm của bà con phía bên bờ Tân Châu hôm nay đã được như ước nguyện rồi. Có được một cái cầu đi thuận tiện. Có vàng nhé coi. Đây nó chắc là làm công viên quá ta. Thấy rộng quá rộng rồi.
Rồi, cảm ơn Phin. Này phải đi bộ thôi. Ủa, con sông hơi lớn chưa? Ở bờ bên đó theo mình nghĩ chắc mai mốt làm công viên, có thấy người ta trồng cây vậy kìa. Cầu mình thấy hình như là muốn lớn hơn cầu Bề Ngang, lớn hơn cầu Cồn Tiên luôn á. Cái cầu thứ hai ở Châu Đốc không có cách dăng ga. Một là cầu Cồn Tiên, hai là cầu Châu Đốc. Rồi mọi người vừa chạy qua vừa cầm điện thoại livestream luôn rồi. Hello. Bà con này là đỡ từ sáng tới giờ nè. Rồi quá mừng ha. Đây hướng này chúng ta sẽ nhìn về bến phà Châu Giang. Ôi quá mừng ha, quá mừng ha. Đây bước chân miền Tây đã lên đến giữa cầu rồi. Bắt đầu từ đây xuống qua bên xã Châu Phong rất là vui. Mọi người cố gắng xem hết video, đặc biệt là bên đó là khu vực của bà con người Chăm, dễ thương, vui vẻ và hòa đồng. À, mấy anh chạy xe đạp lên trên đây rồi. Đây chắc xem chụp hình cũng được. Dạ dạ. Trời ơi tự sướng nữa kìa. Tự sướng đang quay bút ha. Rồi ghé ngang chụp tấm hình đang quay bút rồi đi tiếp ha. Vui không cháu? Vui không? Vui. Thấy cầu đẹp không nè? Đẹp quá đẹp. Nhà cô chú ở đâu? Ở Tân Châu. Ở Tân Châu ha. Dạ. Này cũng thỏ được ước nguyện mấy chục năm nay ha cô chú. Dạ. Quá mừng. Dạ. Mình mong mỏi có cây cầu này là đã trong lòng là thân thẳng mấy năm rồi cô. Còn cây nữa. Còn cây nữa hả? Thỏa mãn, còn cây Tân Châu nó mới thỏa mãn. À, cây Tân Châu là sẽ mọc ở đâu? Tân Châu qua Đồng Tháp. À, Tân Châu, dạ, Tân Châu qua Đồng Tháp ha. Rồi. Chuẩn bị. Thì nghe nói cũng có dự án dầu đó. Dạ có dự án rồi ha. Chuẩn bị sẽ có cây cầu Tân Châu bắc qua Đồng Tháp. Dạ hôm nay quá vui ha. Quá vui. Giờ mai mốt mình có hết cảnh đi phà rồi. Tại vì phà ngày 5 tháng 5 là đóng luôn rồi. Chia tay phà Châu Giang. Chắc cũng kỷ niệm lắm á. Kỷ niệm quá lâu. Rồi chào cô chú nha. Cậu đẹp không chú? Đẹp, cậu đẹp. Dạ. Một đời người chỉ bước lên cầu là chỉ có một lần thôi nha. Dạ. Cả đời người đó. Dạ, đây sắp tới mình bước nhiều lần rồi chú. Không phải, cái đời người mong ước á. Hôm dạ. nay có cái cầu Châu Đốc á. À, một đời người mong ước chứ đó. Cảm xúc của mình lúc này như thế nào chú? Phấn khởi, bà con được không thuận tiện giao thông, làm ăn buôn bán các cái bệnh hoạn này kia đó. Giao thông thuận tiện thì ai cũng phấn khởi vậy á. Dạ. Chú ở bên bờ nào? Ở Hòa Lạc với Phú Tân, Tân Châu. Phú Tân này, nếu như hồi xưa là mình sẽ đi từ Phú Tân qua Tân Châu rồi đi qua phà. Đúng rồi, đi qua phà. Bây giờ sẽ đi qua cầu Châu Đốc. Rất là vui. Chỉ có là ba nhịp ga là qua sông được rồi. Yeah. Mấy ước nguyện mấy chục năm thì thằng gì cả trăm năm luôn rồi chứ mấy chục. Đúng năm. Cả đời người mà, một đời người mà. Một đời người luôn hả chú? Một đời người luôn á. Rất là hạnh phúc. Bà con ai cũng đều phấn khởi hết. Chứ là cũng là một cái dấu ấn, đúng không chú? Một cái dấu ấn mà mình được trải nghiệm là những người đầu tiên đi lên cầu Châu Đốc. Cho những cái người mới mất vừa qua nè. Yeah. Cũng ước nguyện cầu Châu Đốc xong đang đi tham quan à, mấy người kia ta về vĩnh cũ quá rồi. À, có nghĩa là những người đã khuất mà yeah. họ cũng đã có ước nguyện ước có cái cầu như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà họ chờ đợi không kịp. Đúng rồi. Theo ông bà thì mình hoàng. Dạ, hiểu rồi.
Rồi chào chú nha, chúc chú sức khỏe nha. Chú nói cũng có lý, có nhiều bà con lớn tuổi cũng mong mỏi cái cầu Châu Đốc mọc lên, nhưng mà do tuổi tác thì đã đi sớm rồi, thành ra không có chứng kiến được cái cầu Châu Đốc mọc lên nè. Những người trẻ thế hệ lên thì rất là hạnh phúc nè. Đây bà con người Chăm nè, đó chút xíu qua cầu bên kia gặp đông lắm. Buổi chiều đông vui lắm, buổi chiều thì ở Bức Tranh Miền Tây có quay rồi à, ăn uống rồi à, bán mấy cái bánh rồi, nói chung là bà con của xã Châu Phong lên cầu rất là đông, thả diều nữa, cực vui luôn. Mọi người muốn thấy là cái cảnh đó thì có thể xem lại trong kênh Bức Tranh Miền Tây ở video trước nha, bữa mình quay bữa 2019-20 á. Sao dắt bỏ luôn rồi? Bể bánh này hả? Mừng quá, bể bánh xe luôn rồi. Lên cầu mà cái xe anh nổ vỏ luôn. Trời ơi, đứng ở đây cái được ngắm về phà Châu Giang hả chị? Cảm giác lúc này như thế nào hả chị? Mãn nguyện. Hả? Thoải mái. À, hai chữ là mãn nguyện đúng không? Dạ, hai chữ mãn nguyện thoải mái. Thoải mái. Hai chữ đầu tiên là mãn nguyện, có nghĩa là cái ước. Cái cầu này mãn nguyện rồi. Dạ, chờ đợi cả một đời người rồi. Dạ. Rồi ngắm sông nước đi chị. Đúng như chị nói, mãn nguyện, điều đầu tiên đó là mãn nguyện, ước mong của mình đã thành hiện thực. Mặc dù không có gầm gọ quy mô như cầu Mỹ Thuận hay là cầu Cần Thơ, Cầu Cống, nhưng mà cầu Châu Đốc cũng là một trong những cái cầu đặc biệt của người dân An Giang cũng như là bà con Tân Châu. Được nói liền đôi bờ, một cái ước nguyện cả một đời người, niềm hạnh phúc, cái đó là niềm hạnh phúc của bà con Tân Châu luôn rồi. Cầu đây chúng ta có thể ngắm mấy cái làng nổi này. À, lúc trước thì chúng ta có thể ngắm ở trên cầu Cùng Tiên, mà giờ chúng ta ngắm từ trên cầu Châu Đốc rồi, theo một góc độ khác nữa. Xin chào mấy em học ở bên đây hay bên Tân Châu? Trường này là ai đi? Trường gì mấy em? Châu Phong hả? Vậy là bữa nay là đi học là bình thường là đi qua phà đúng không? À vậy là bữa nay đi qua cầu rồi. Trường Châu Phong mình ở bên Tân Châu hả em gái? À bên Tân Châu. Rồi em gái mắc cỡ quá, che mặt hoài. Rồi chạy đi, chạy bình thường đi, chạy một tay lấy công an bắt á. Mắc cỡ có mắc cỡ rồi. Khu vực giữa cầu mọi người đang đứng ngắm nha, ngắm cầu như là ngắm sông nước khu vực này. Vui không, vui không? Vui, vui. À, vui sao nè, nói nha coi. Nói chung ra là mình ở dân Châu Đốc mà mình đi phà không à, chứ hôm nay được đi cầu trong lòng rất là phấn khởi. Chứ đi đó giờ tốn biết nhiêu tiền phà nói. Nó bất tiện nữa. Hả, là người dân ở đây quá rất là mừng, rất là vui. Dạ, nói chơi thôi chứ quan trọng là cái sự tiện lợi của mình, không có cảnh là lị phà nữa ha. Rồi, đây sắp tới là chạy qua chơi lại hoài ha. Rồi, ngày chạy cỡ 5 cử không? Vui là mừng. Ngày thường cỡ qua đây cỡ 5 cử không? Nếu mà có cầu rồi thì rảnh rỗi là có thể hơn luôn. À trời ơi, thôi đi tối ngày ông nhà nấu cơm nấu nước ổng quánh chết đó. Gánh gánh nóng mát hay đi qua nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi có cầu vui quá, bồng cháu lên cầu chơi luôn ha. Rồi chào con gái. Chào, chạy xuống đi con. Con thấy cầu đẹp không? Đẹp không? Biết nói chuyện không? Biết hỏi thì trả lời. Biết nói chuyện không chú? Kèo ăn biết. Biết hả? Cầu bự không nè, con thấy cầu bự không? Bự không? Cầu bự không? thấy lạ, thấy nguyên phim sợ rồi. Đợi mấy bữa nay mới chạy lên đây hả chú? Mới sáng giờ ấy rồi xong rồi mới chạy lên cho cháu nó chơi. À chú, hồi sáng là chú đợi khoảng mấy giờ? Đúng rồi, khoảng hai tiếng này. Khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vậy là đợi chắc cũng cỡ 7 giờ. Đúng rồi. 7 giờ đợi là người ta làm lễ đó, người ta làm lễ nãy mới xong, 7 giờ ngoài người ta làm. Vậy là chú chờ là hơn 2 tiếng đồng hồ. Để lên trên đây để thỏa cái ước mong của mình ha. Đúng rồi. Chú là dân ở Châu Đốc hay là Châu Phong? Ở Châu Đốc.
Châu Đốc ha. Dạ. Ước mong mình đi qua lại cho nó thuận tiện hơn cái mình đi phà. Dạ. Cái mình đi phà thì nó mất thời gian, cái chết thứ hai nữa cũng nguy hiểm. Dạ. Và có cái cầu và thông vậy là dạ, đi là sướng này. Dạ. Dạ, mới thấy cái vụ gì phà phà trên kia thấy ớn quá. Đúng rồi. Mà cái cầu đó hình như là tới năm tây là người ta không cho đưa nữa rồi. Dạ. Tạm dừng. Ngày 5 tháng 5 là đóng phà. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chồng chú. Đi bán nước luôn hả? Dạ, em đi bán nước. Trời nắng nóng quá. Ờ, cây cầu đẹp. Có cây cầu đẹp quá. Đó, cái... dễ thông thương, dễ mua bán nữa. Cái cầu đẹp không con? Dạ đẹp. Đẹp cái cầu bự bao lớn nào, diễn tả cho chú coi cầu bự bao lớn. Bự bao lớn đâu, bự bao lớn không? Bự hơn chiếc xe nữa. Bự hơn chiếc xe đó, cái cầu bự hơn chiếc xe đó. Cái này là hàng trăm chiếc xe con. Hàng trăm chiếc xe luôn. Cái này hơn tỷ chiếc xe. Hơn tỷ chiếc xe hả? Luôn không dễ luôn. Trời ngây thơ quá dễ thương. Đây bà con ngắm đây. Coi bờ kìa. Chiều mát là sẽ đông hơn, chiều mát là mọi người sẽ lên đây, tại do giấc sáng trời nắng á. Chiều mát bà con sẽ lên đây ngắm cảnh và chụp hình nè. Với lại giờ này người ta đi làm rồi. Rồi quá trời vui. Nghĩ là buổi chiều là bà con của bên trong phòng lên nhiều, bà con người chậm á. Trời ơi. Lại chim lớn lớn lên em nghe lại coi. À, tôi là người dân An Giang, tôi rất tự hào. Tại vì mấy chục năm rồi, năm nay 50 tuổi mới được thông cầu Châu Đốc. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hoàn thành một cái cầu cho tôi được đi qua cầu khỏi cần phải ly rồi cả nhà ơi. Dạ. Tôi là rất tự hào về người dân An Giang cho nên tôi tự hào ngày hôm nay. Nói chung là mình được chứng kiến cái giây phút lịch sử này, mình rất là vinh dự và hạnh phúc đúng không chú? Là bạc dạ, lớn nhất của An Giang đây cả nhà ơi. Dạ, dạ, tại vì cái chú kia chia sẻ có những cô chú lớn tuổi á, qua đời rồi nhưng mà cái ước mong vẫn không có được đi lên cái cầu Châu Đốc này. Vậy là chú cháu mình là những người may mắn. Đúng rồi, người may mắn là mình là hậu sanh, mình là còn được ngày niềm vui lớn nhất của An Giang. Tôi là dạ, người dân An Giang cho nên tôi rất tự hào ngày hôm nay. Xin mọi người dân An Giang hãy chia sẻ và tự hào lên nữa. Dạ, cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Dạ, rồi chào mấy chú đây, đem cơm đi ăn luôn hả? Thôi sáng tới giờ rồi. Sáng giờ đem cơm, sợ đói. Thôi lấy cơm đem theo ăn luôn. Nước uống rồi. Quá mừng rồi. Chèn mét ơi. Đem theo. Rồi bữa nay bỏ bả nhà ăn cơm mình luôn hả? Bỏ nhà ăn luôn, quá mừng rồi, quá vui rồi. Bỏ bả luôn. Bỏ bả luôn hả? Thôi bỏ bả buổi sáng thôi, chừng bỏ bả luôn là đói tàn. Không có tính thở, tới tối sáng rồi. Là chú ở bên Châu Phong hay là bên Châu Đốc? Tôi ở bên Châu Phong. Vậy là chú là người Chăm hả? Người Chăm. À, chú đợi lúc mấy giờ rồi? Hả? Chú đợi hồi sáng chú đợi. Tôi đợi sáng sớm tới giờ rồi. Sáng sớm. Ờ, sáng sớm tới lại rồi. Là mấy giờ chú? Ở khoảng 5 giờ mấy. Tôi lại tôi ngồi đây luôn đem con theo mà. Dạ dạ. Rồi bây giờ chú cho con một cái cảm nghĩ ngay lúc này như thế nào chú? Quá vui, quá mừng, không biết nói gì là cho sẻ. Dạ. Thì mình cảm thấy là quá vui, bà con quá đông, quá đông luôn. Dạ. Bởi vì mình đâu đó giờ mấy chục năm đi phà, lần đi phà thôi, quá lâu. Đi cầu dạ, giờ xẹt qua tới, xẹt qua tới. Quá tự hào, quá vui. Chú này hôm qua đi rồi sáng tới giờ. Dạ sẵn duyên chú cháu gặp nhau chú nói cho con một câu theo tiếng Chăm đi, tiếng Chăm đi. Cảm nghĩ luôn ngay lúc này đi. Dạ dạ không, chú nói cho khán giả nghe á. Sbai lô thầy sai luôn. Tôi qua phố không chơi sbai luôn. Thầy sai lấy bại nó thông tàu chứ, thầy sai lấy bại nó quay sbai luôn. Rồi tiếng Việt của mình là gì chú? Anh em ơi, quá vui lắm, quá vui rồi. À, rồi cảm ơn chú nghe rất là tuyệt vời. Cũng không có rành tiếng Việt cái nào nói sơ sót thì thông cảm dạ, gì dạ. Trong cây cầu là kéo gì chú? Cầu này chúng tộc kêu to. Chú sáu cầu mẹ biết tiếng Chăm luôn không? À, to này to. Chú sáu cầu mẹ. Sáu cầu mẹ đây cả nhà. Thơm thơm. Quá nhiều. Biết tiếng Chăm không? Thơm được tiếng Miên. À thì thơm. Thầy đã nói tiếng Miên đấy. Ông biết tiếng cầu mẹ nhưng mà tiếng có tiếng hồng. Đâu giao tiếp bằng cầu tiếng Chăm đi chú sáu. Biết tiếng Chăm không? À, biết tiếng Chăm không? Không. Vậy là chú không biết hả? Úc là bự. Úc là bự. Tiếng Chăm nói là quá hạnh phúc là gì chú? Sbai lô, bây giờ cái tiếng đó. Sbai lô. Tiếng Sbai biết xô. Sbai biết xô. Sbai biết xô. Quá hạnh phúc là Sbai biết xô. Sbai biết xô. Sbai biết xô. Sbai biết xô.
Sơ bay mùi lẹ. Sơ bay lẹ. Sơ bay mùi lẹ chứ không phải sơ bay lẹ. Không, không biết có tiếng Chăm đó, biết là mấy chú. Dạ rồi, chút, thôi chút xíu bên cảnh theo chú học vài tiếng mới cho biết mới được. Dạ hè chú. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ, chào chú, sức khỏe. Rồi mấy anh này đi đi chở cá hả? Đi chở cá hay chở đồ? Chở đồ. Rồi bụi, mỗi bữa là phải qua phà ha. Dạ, bữa qua phà bữa nay quá khỏe rồi. Bữa nay quá khỏe rồi. Anh sống bên bờ Tân Châu hay là bên Châu Đốc? Em bên Châu Đốc bên đây. Bên Châu Đốc ha. Ngày thường là mình thường mình qua Tân Châu là mình đi như thế nào? Đi bằng cái phà đó nè. Cái phà đó là phà Châu Giang đúng không? Châu Giang đó. Và đó đi một ngày thì mình tốn phà khoảng bao nhiêu tiền anh? Thì ngày em chạy tôi cũng tốn 12.000 anh ơi. À, mình, quan trọng là thì lâu, quan trọng cái mình chờ lâu công việc của mình đúng không? Rồi, giờ là quá mừng ha. Qua có đẩy có 6.000 giờ được phải không? Ê, 6.000 qua đảo lại còn 12.000. Trời quá mừng rồi. Mất thời gian. Cầu này nó không mất không được. Đây những người dân lao động chở cá chở rau củ quả. Ai cũng mừng hết, từ người bán vé số cho tới người địa phương ở đây. Niềm vui chung. Có gì hả? Dạ, kênh Bước Chân Miền Tây. Trời ơi, quen quen. Quen hả? Khán giả luôn hả? Ừ. Rồi quen khán giả cái coi ở đâu, ở đây hay là ở Châu Đốc? Ở Châu Đốc bên này nè. À. Chạy qua đây. Đi coi cầu á. Coi cầu quá. Trời ơi, nhờ vậy gặp anh trên TV luôn rồi. Rồi. Đi luôn bạn ơi. Rồi chào, chúc sức khỏe. Mặc dù trời mỗi lúc càng nắng nhưng mà bà con lên cầu cho đốt càng đông. Nãy giờ chạy lên chạy xuống mấy vòng rồi? Ba vòng rồi đó. Ba vòng rồi hả? Chạy chừng nào đỡ hết xăng thôi vậy? Chạy chừng nào hết xăng bơm chạy tiếp phải không? À. Quá mừng vậy ha. Giờ lên đây không mát luôn. Dạ. Chiều mới chở vợ con lên đây ngắm cảnh nữa. À, giờ sáng đi làm mình ngắm trước đi, chiều mình chở vợ con lên sau ha. Chở cá ha anh? Chở hàng bông, chở hàng thiết yếu qua chợ đầu mối Châu Đốc của thành phố. Vậy là bình thường mình chở từ đâu sang đâu? Từ Lê Chánh chạy qua chợ đầu mối của thành phố Châu Đốc mà mình đi phà không à. Mình lên đây nhìn chiếc phà cũng là kỷ niệm. Thôi giờ mình chạy qua phà mình làm kỷ niệm con cái đi. Đi rồi mới đi phà về nãy. Mới đi phà về chạy đây thôi. Phà bọc lại mới lên cầu lại. Tại vì qua ngày năm là làm không có còn đi phà được nữa rồi. Phà là dẹp đi luôn rồi. Vậy mình là nhìn, mình nhìn lại kỷ niệm hoài niệm ha, một thời ha. Tính ra cái phà Châu Giang này cũng đâu cả trăm năm của ta, mấy chục năm hả? Lâu lắm rồi ha, em không biết chính xác, chắc cũng mấy chục năm ha. Nói chung là đảng và chính quyền làm được để nói cho là cái cầu này cho hai bên thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc nối liền nhau á, và người dân quá phấn khởi vui mừng đâu. Đặc biệt người dân mà càng ngày càng phát triển lên nữa. Đặc biệt là cầu không thu phí, cầu không, đi miễn phí hoàn toàn, rất là tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời, là vốn hoàn toàn của nhà nước hỗ trợ cho dân hết. Rồi cảm ơn anh trai. Đây mà mấy cô mấy chị lên chụp hình nè. Đó, lên chụp hình cầu Châu Đốc nha. Chụp ở dưới cái bảng chưa cô? Chụp ở dưới cái bảng có cái chữ cầu Châu Đốc chưa? Dưới đây nè. Chưa hả? Rồi mà cô lên giờ này đông lắm nè. Cầu đẹp không cô? Đẹp quá, đẹp dạ, quá mừng luôn. Cảm xúc lúc này của mình như thế nào ha? Nào bây giờ hồi nào bây giờ là ao ước cho được có cái cầu để đi qua lại nên nó tiện lợi mà không có, mà bây giờ có là quá mừng rồi. Dạ mãn nguyện rồi ha. Ừ, mãn nguyện rồi. Cô bên Châu Phong hay là bên Châu Đốc? Châu Phong. Dạ. Thì cô là người Chăm hay ở là ở đây, người Việt chứ mấy người, người Kinh ha. Dạ. Người Kinh. Dạ. Dạ cô ở bên Châu Phong. Nỗi niềm bao nhiêu năm ha. Nhất là rồi cái mùa mai mốt đó là chú thì tôi thì hay đi thành phố, rồi bây giờ mình nếu mà mình đi như vậy là phải đi xe qua bển, đi tàu qua bển, còn bây giờ thôi mình điện alo cái là tao qua tao rước anh em là quá diễm phúc rồi. Dạ. Quá tuyệt vời ha. Ước nguyện của bà con bao lâu nay? Mỗi lúc một đông nè, có người dẫn bộ xe lên, chắc là dốc cầu cao quá chạy không nổi hay sao?
chạy lên dốc không nổi hay chú? Chạy lên dốc không nổi hay sao, hay là muốn đi bộ trải nghiệm? Đi bộ à, cho coi cho đẹp. À, coi cho đã ha. Quá mừng rồi. Dạ, kênh Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây. Dạ. Với mà em quê An Giang mà. Nghe tên Bước Chân Miền Tây hoài mà không biết. Dạ, bữa nay biết kìa. Dạ. Cậu bự không con? Cậu bự không? Hả? À, nói chú nghe coi cậu bự không? Đây nè. Cậu bự không? Cậu bự không? Hả? À, thấy cậu bự không? Cười. À, mình ghi lại những cái không khí vỡ òa, cảm xúc vui mừng hòa lẫn hạnh phúc của bà con đôi bờ, sau đó mình sẽ đi dài xuống dưới hết cây cầu luôn. Quá trời lên đây chụp hình rồi, bánh cá. Đây là mình qua nhịp 2 rồi ta. Cầu này dài 800 mấy chục mét đúng không? Như 2 nhịp hay 3 nhịp gì đó. Trời ơi mừng quá, dẫn bộ luôn hả? Nghỉ đạp rồi hả? Dẫn bộ trải nghiệm ha. Lên dốc không nổi. Đi bộ cũng hơi đuối nha cô chú anh chị, cũng đâu hơn một cây số á, từ giờ đầu bên kia qua đầu bên kia bên đây luôn nha, chứ không phải là bên phần cầu. Đây là bà con người Chăm đang chạy qua cầu nè đó. Ban đêm thì mình nghĩ là sẽ đẹp. Ở đây dàn đèn là trang bị đầy đủ hết luôn. Đây mình chuẩn bị tới địa phận xã Châu Phong của thị xã Tân Châu. Đây là cảnh bên dưới nè mọi người. Ở dưới đường này là mai mốt là chạy xe được, tại vì dưới cầu rộng lắm. Đây là khu vực mé sông, dưới ta trồng đột lan, nhà của bà con người Chiêng dân tộc Chăm, chủ yếu là nhà sàn, mình thấy nhà sàn không? Nhà sàn không? Xíu mình xuống dưới khu địa bàn xã Châu Phong. Ở đây có một cô thấy như là đi bộ. Cô được bán vé số. Ủa sao không đi xe qua cô? Không đi xe qua. Đi bộ hả? Đi bán vé số hả? Trời ơi, vậy là bình thường bán vé số là muốn qua bên đây bán là đi bằng phà. Rồi vậy là bữa nay là đi bộ qua cầu rồi. Vậy là chắc cũng nhà cũng gần ở đây ha con. Dạ. Không, tao thấy là rất là thuận tiện đời sống bà con.
cái cầu rất là quan trọng. Đây, sau khi chúng ta đi qua được cầu Châu Đốc thì một hướng là sẽ về chợ Châu Đốc và một hướng về chợ Tân Châu. Đây có một nhánh tẻ nè. Đường ở đây chưa làm xong. Cái bờ kè này cũng vậy, nó còn đất không. Này phải làm bờ kè chứ không thôi là sẽ bị, có khả năng sẽ bị tuôn đất cát. Mọi người, người ta mới làm tới đó. Nói chung là cái công đoạn này vẫn còn đang dang dở. Tại từ ở trên đây mà độ cao xuống đó thì rất là xa. Hướng này là quẹo về ở bến phà Châu Giang. Thì thông tin là phà Châu Giang sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2024. Dường như là thông tin cầu thông xe, bà con ai cũng biết và đi liên tục, mình thấy xe là lên xuống liên tục từ hướng Tân Châu về Châu Đốc. Trên đó có một hướng đi nữa kìa, hướng đó cũng về phà Châu Giang nữa. Vòng lại nha, vòng lại, vòng lại rồi lên cầu. Rồi hướng này đi vào Tân Châu, Phú Tân. Vừa rồi là một số hình ảnh cầu Châu Đốc trong ngày đầu tiên thông xe, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Có lẽ là cũng là một cái dấu ấn, một cái dấu ấn lịch sử của tỉnh An Giang, đặc biệt là bà con đôi bờ Tân Châu và Châu Đốc. Của Trang Miền Tây cũng sẽ khép lại video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem và đừng quên ấn nút đăng ký kênh, để lại một like, một bình luận để ủng hộ cho Của Trang Miền Tây. Tạm biệt và hẹn gặp lại trên kênh Của Trang Miền Tây những tập tiếp theo.